Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Xem Nhạc Online. Như thường lệ, em luôn để số điện thoại chủ nhà ở dưới video cho mọi người liên hệ trực tiếp, không cần phải qua môi giới. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 2 tầng hẻm xe hơi ở bên quận 3. Trước khi xem nhà, em mời mọi người xem qua một số tiện ích xung quanh nhà như là nhà hàng, cửa hàng tiện lợi Winmart, sát bên nhà ga Sài Gòn để đi về các tỉnh khác, siêu thị Cup Food, sát bên công viên bờ kè Hoàng Sa và Trường Sa. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 195/29 đường Trần Văn Đang, bên quận 3. Trước nhà rộng 6m, xe tải tới tận nhà, hẻm nhựa nâng cao không sợ ngập nước. Diện tích của nhà là ngang 3m74, dài 16m1, kết cấu là 1 lầu, giá được kêu là 10 tỷ vẫn còn thương lượng. Nhà có chừa sân để xe và thêm một sân nhỏ bên hông có thể làm kho. Hiện tại thì nhà đang cho thuê cho nên có thu nhập đều mỗi tháng. Nhà thiết kế là sàn lót gỗ và trần đổ la phong, gắn đèn rất là đẹp. Cầu thang lên lầu 1 thì ở giữa nhà và ở sau là khu vực bếp và nhà vệ sinh. Ở sau nhà còn có thêm một cái giếng trời nên nhà rất là thoáng. Chỗ này thì chủ nhà đang tận dụng làm chỗ giặt đồ. Tiếp theo là khu vực ở lầu 1. Bên tay phải hiện đang được làm phòng ngủ và có nhà vệ sinh ở bên trong. Trên lầu có cửa sổ bên hông nên phòng rất là thoáng. Ở phía trước thì có thể là một phòng sinh hoạt chung và nhà có ban công rất lớn để phơi đồ.